sản phẩm rồi đó, thì khi mà chúng ta áp lên các đối tượng để cho khách hàng người ta xem thử thì chúng ta sẽ áp như thế nào? Ví dụ chúng ta sẽ áp lên mũ nè, ly, túi, áo, vân vân, nhiều cái sản phẩm khác nữa. Như vậy thì trong cái bài này thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ để mà chúng ta áp một đối tượng lên một cái mẫu nào đấy. Như vậy trong bài làm này nó có 18 cộng. Có ai dưới 18 không? Hả? Có yếu tố 18 cộng nha. Cho nên là tất cả vì nghệ thuật nha. Rồi, ok. Hả? Rồi, ok. Như vậy thì mình sẽ áp cái lá cờ này vào như thế nào? Bình thường chúng ta sẽ làm Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Rồi, ok. Rồi, bình thường ví dụ như là các bạn thấy là body paint đó, tức là vẽ trên người đó. Như vậy thì nếu trong trường hợp này thì bạn thấy nó có thực không? Không. Lý do là nếu như cái nét vẽ của người ta nó sẽ cong theo cái mẫu chứ nó không có thẳng như vậy. Như vậy nếu mà các bạn ghép vào như vậy là người ta thấy nó bị chọi ngay. Cho nên chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp khác để chúng ta làm mà chúng ta thấy được là ký này nó sẽ cong theo cái đối tượng của chúng ta. Chỗ nào cần cong thì nó sẽ cong. Như vậy trước tiên các bạn sẽ làm cho thầy một cái file ảnh mà chuyển cái file gốc này về dàn ảnh trắng đen. Như vậy các bạn sẽ thêm cái hiệu ứng là Blend and Grace. Được chưa? Và các bạn chỉnh cái layer này cho nó có độ contrast cao tí xíu. Contrast cao tức là gì? Là nó phân biệt giữa màu tối và màu sáng nhiều hơn. Đấy, như vậy các bạn tăng lên. Ok. Và các bạn lưu lại cho thầy một cái file gọi là file mẫu. Mẫu ha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái file ban đầu. Mình lưu cái file mẫu rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ copy cái lá cờ quay lại. Cho nó mờ xuống để mình thấy được mình cần để đâu. Ok. Tại vì sao thầy chọn vị trí này? Bởi vì chúng ta sẽ dễ nhìn thấy các cái đường cong. Và bình thường nếu như các bạn chọn clipping mắt ngay thì nó sẽ thẳng, rất là thẳng, không có, nó hợp với hình. Cho nên các bạn chọn filter, distort, displace. Và các bạn chọn ở đây là nó nói là nó sẽ kéo tỷ lệ ra theo chiều ngang và theo chiều đứng là bao nhiêu pixel. Như vậy tùy chúng ta. Nếu mà đối với cái này nó cũng giống như là filter vậy đó, là cái hình các bạn lớn thì cái số ở đây nó lớn, mà cái hình nhỏ thì số nó nhỏ. Như vậy mình làm mà mình thấy nó không hợp thì mình sẽ chỉnh lại. Rồi ở phía dưới này cái khoảng cách để mà map theo á, tức là làm cho nó hợp với cái hình kia đó, là theo cái kiểu là fix, là cho nó
lớn hết cỡ đúng theo cái hình kia, hình mẫu, hay là theo đúng cái hình mà chúng ta đưa vào. Thì tùy các bạn chọn như vậy. Ở đây có hai, mỗi trường hợp là có hai lựa chọn, cho nên các bạn có tổng cộng 4 lựa chọn. Như vậy các bạn có thể tùy chọn để các bạn xem nó khác nhau cái gì. Bây giờ thầy sẽ mặc định ở đây. Ok. Và sao rồi? Và khi mà chúng ta chọn ok thì nó hỏi là lấy cái mẫu ở đâu? Lấy cái mẫu ở đâu? Thì chúng ta sẽ lấy cái mẫu ở trong cái phần mà lúc nãy mình lưu. Mẫu open. Nó đang chạy. Và các bạn thấy nó khác lúc nãy nè. Ctrl Z nè. Quay trở lại nè. Nhưng mà không nhiều. Không nhiều. Cho nên chúng ta quay trở lại và chúng ta cho cái radian chỗ này nó tăng lên 25. Và cũng chọn theo cái mẫu. Đó. Như vậy các bạn thấy là lá cờ của chúng ta nè, bây giờ nó cong hơn nè. Đó, chỗ này nó bị lõm vô nè. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn clipping mask. Đấy. Như vậy các bạn thấy đối tượng của chúng ta nó sẽ đi theo, nó cong. Và chúng ta chọn chế độ hòa trộn cho nó. Như vậy chúng ta sẽ chọn chế độ hòa trộn ở đây. Đấy nha. Và các bạn có thể chọn một cái nền bất kỳ. Chúng ta có thể chọn cái nền ở đây luôn cũng được. Tùy các bạn. Ctrl V. Ctrl T. Ví dụ vậy. Và chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng cho nó mờ cái nền đi. Gaussian. Giống như là chúng ta chụp xóa phông vậy đó. Đây nó mờ dữ dội mà sao trong nó không mờ. Ok. Rồi. Ok ha. Như vậy thì các bạn đã áp được cái đối tượng của chúng ta vào một cái mẫu nào đấy. Như vậy thì các bạn dùng cái công cụ là filter distort và các bạn chọn displace. Và cái công cụ dùng này, cái công cụ của công dụng của cái công cụ này chúng ta xài khá nhiều. Ví dụ các bạn thiết kế một cái nhãn, sau đó các bạn áp lên một cái ly hoặc là một cái túi xách, thì nếu mà các bạn dán lên bình thường thì nhìn nó rất là thô. Rồi các bạn phải dùng cách này để các bạn làm cho nó công theo cái đối tượng mà chúng ta muốn áp á, thì sau đó chúng ta sẽ áp thì nó sẽ dễ nhìn hơn.